pha lá chuối vô. Đó. Rồi đây nha các bạn, bây giờ mình đang xào cái lau xong lá chuối. Lá chuối nè để mình gói bánh tét bánh chưng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài này mình phơi, phơi cho nó khô. Chắc là để trên này luôn. Đó. Đó các bạn thấy không? Mình sẽ phơi trên cái bình bông đây, dưới đường luôn. Phơi tí rồi lát nữa mình sẽ lật lại mặt kia để cho nó khô hết luôn nha.